Chào các bác, hôm nay tôi giới thiệu cái combo đặc biệt nhang trầm hương nụ của Mộc Hương Shop có những cái gì các bác nhá. Thì cái video vừa rồi tôi up lên thì cũng nhiều bác hỏi, nhắn tin Zalo hỏi thì nó cũng chưa được kỹ lắm. Thì bây giờ tôi làm một cái video này khá là nhanh và cũng sẽ nói rõ hơn cho các bác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái nư gỗ này thì nắp là nắp đồng đúc các bác nhá. Đó, nắp đồng đặc rất là đó, test cho các bác này. Và thứ hai, bên trong đó là nó có một cái lớp chống cháy như thế này. Cái nư gỗ này thì ưu điểm của nó là gì? Thứ nhất là nó rất là bền và nó rất là chắc. Đây các bác nhìn này, nó rất là dày đây các bác. Và thứ hai nữa là cái khi mà xông, các bác xông nhiều, xông lâu ấy thì nó sẽ không bị nóng như cái nư đồng hoặc là nư gốm các bác nhá. Nư đồng là các bác xông là một lúc là các bác cầm vào nó nóng bỏng tay, không rất là khó di chuyển, nhưng mà nư bằng gỗ như này các bác cầm thoải mái. Đó là cái ưu điểm của cái nư gỗ này, và rơi không thể vỡ được như cái nư gốm. Đó, rất là vượt trội các bác nhá. Và thứ hai nữa là một cái hộp cũng bằng gỗ hương đỏ. Cái này nó là gỗ hương đỏ hết các bác, gỗ hương đỏ tự nhiên ấy. Hộp mà đựng như này là 50 gram nụ trầm. Đó, 50 gram nụ trầm. Cái hộp rất là đẹp, hộp này các bác có thể mua nẻ cũng được. Các bác về đựng thuốc lá, đựng thuốc nào, đựng trà. Đó, nhỏ nhỏ thôi, rất là đẹp. Các bác có thể bày để ở bàn. Đây một bộ như này, bày để bàn trà. Khi mà có khách đến tiếp khách thì đốt xông một nụ hương trầm để tiếp khách. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là sang trọng và đẹp. Đó, thì có một combo như này. Quên nói với các bác là cái trầm bên trong là trầm hương tự nhiên núi rừng, cái hàng tốt nha các bác nhá. Hàng này thì dùng chuyên để xông cái nư này, là bên tôi đã ở bên dưới đế là đã bịt kín cái nỗ này để không cho nó khói nó chảy xuống ngược xuống, mà chỉ khói nó chỉ có đưa lên thôi, thì cái hương thơm và cái tinh dầu là theo cái khói nó lên rất là thơm, nó không bị khét như cái loại mà xông thác ấy. Thì đây ví dụ cái thác như này các bác để lên thì nó phải có cái nỗ ở bên dưới đế để cho khói nó chảy xuống dưới, thì nó sẽ xuống đây thì nó nhìn nó rất là đẹp đó. Nhưng mà nó cái này thì chuyên để xông cái trong cái nư thì mình không cần cái nỗ đấy đó, để mình xông như thế này thì nó trọn vẹn cái hương thơm các bác nhá. Đó, thì ở đây là rất là nhiều, tôi đã đóng vào trong này này rất là nhiều hộp như thế này. Các bác đặt hàng là sẽ có thôi, tôi đang đóng hàng cho khách. Các bác đặt là hàng biếu này rồi thì dùng sử dụng ở tại gia đình, rồi biếu làm quà rất là đẹp đó. Cái combo như này thì bên tôi đã để link ở bên dưới, các bác kích vào đường link để xem khuyến mại cũng như là được tặng cái vòng đây, vòng gỗ các bác nhé. Đây, các bác mua cái combo này bên tôi đang có khuyến mại tặng quà khi mà các bác mua hàng. Thì cái riêng cái combo này cũng như là một cái combo khác như thế này, gồm một cái nư và một cái hộp 100g như thế này. Còn cái riêng combo đặc biệt này thì cái hộp này đựng được 50g thôi các bác nhá, nó không đựng được 100g. Đó, cái hộp này nó khá là thấp nên nó không đựng được 100g như cái hộp nhựa này. Các bác nếu mà các bác muốn mua 100g cũng được. Đó, đây. Hoặc là các bác mua cái hộp này 50g xong các bác mua thêm để các bác xài dần cũng được. Đó, như này. Đó các bác nha, các bác kích vào bên dưới cái đường link này, các bác đặt hàng, các bác tham khảo giá đang khuyến mại. Các bác tham khảo giá trước, nếu mà các bác ok đặt hàng thì các bác gọi điện trực tiếp hoặc là các bác nhắn qua Zalo cho Mộc Hương Shop. Và các bác sẽ được tặng ngay một cái sản phẩm vòng gỗ bách xanh này. Thì bên tôi sẽ tặng vào duy nhất trong cái tháng này các bác nhé, là sẽ được tặng cái vòng gỗ bách xanh này kèm theo vòng trúc hoặc là vòng tròn tùy các bác lựa chọn. Nhưng mà thường thì tôi cứ lấy gian đum, thường là nam đeo thì tôi sẽ lấy vòng tròn, nữ đeo thì tôi cũng lấy vòng trúc nhỏ nhỏ này, còn nam nếu mà thích trúc thì lấy trúc to, size to này. Thường là tôi sẽ tặng vòng tròn các bác nhé. Đó, các bác nhanh tay đặt hàng để nhận quà cũng như là nhận giá khuyến mại nha các bác nha. Cảm ơn các bác, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe. Xin chào.